Tuấn Trần, Phương Anh Đào cực tình trong bộ ảnh mới. Trấn Thành đích thị là ông Mai mát tay của Vipit. Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã xả kho bộ ảnh xịn sò bên dàn cát của Mai. Phim điện ảnh được ra mắt vào mùng 1 Tết 2024. Với concept Giáng sinh, Trấn Thành và dàn diễn viên lên đồ sang trọng, tạo kiểu với loạt biểu cảm từ cool ngầu tới hài hước. Gây chú ý trong bộ ảnh này là những tương tác cực tình cảm của Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Là cặp đôi đóng chính trong Mai nên cả hai được xếp vị trí chính giữa trong xuyên suốt bộ ảnh. Và lọt vào mắt công chúng chính là những cử chỉ như nắm tay, ánh mắt nhìn nhau hay khoảnh khắc Tuấn Trần tròn qua eo Phương Anh Đào. Những hành động tình trong như đã, mặt ngoài còn e của cặp đôi khiến dân mạng không khỏi rôm rả. Cộp thêm hình chất lượng của cả hai tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023, netizen càng thêm chắc chắn cho nghi vấn Tuấn Trần và Phương Anh Đào phim giả tình thật. Trước đó, tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng vào tháng 9 vừa qua, Tuấn Trần và Phương Anh Đào bị bắt gặp cho nhau ánh mắt cực tình cảm. Sau đó, Tuấn Trần và Phương Anh Đào còn hẹn nhau về chung một xe. Để phân tán sự chú ý của mọi người thì cặp đôi tránh lên xe chung một thời điểm. Đoạn clip tình tứ được phát tán, netizen vừa bất ngờ nhưng cũng không quên chúc mừng cho Phương Anh Đào và Tuấn Trần vì cả hai quá đẹp đôi. Sau đoạn clip đáng ngờ, Phương Anh Đào chỉ giữ im lặng. Về phía Tuấn Trần, anh lên tiếng trong một bài phỏng vấn với chúng tôi. Tuấn Trần với Đào là đồng nghiệp, đóng chung phim Mai nên rất quý nhau. Lúc đó là giải Cánh Diều Vàng, trúng thời điểm phim đóng máy. Sau lễ trao giải, cả hai gặp nhau vậy thôi, chỉ là đồng nghiệp quý nhau thôi. Dù vậy, những tương tác ngọt ngào mới đây lại khiến người hâm mộ cặp đôi tiếp tục mạnh dạn đẩy thuyền. Tuấn Trần và Phương Anh Đào không phải là cặp đôi đầu tiên vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng phim của Trấn Thành. Trước đó, sau bom tấn Nhà Bà Nữ, mối quan hệ đặc biệt giữa Uyển Ân và Quỳnh Lý cũng lọt vào tầm ngắm của các thám tử mạng. Không biết vô tình hay cố ý mà các cặp đôi sau khi tham gia phim của Trấn Thành đều rơi vào diện đáng ngờ của cư dân mạng. Chuyện tình cảm có lẽ người trong cuộc sẽ rõ nhất, nhưng với tần suất 3 phim thì có hai cặp đôi Vipit mới thế này thì netizen ví von Trấn Thành đích thực là ông Mai mát tay. Nhờ sự duyên dáng và hoạt ngôn, Trấn Thành gặt hái nhiều thành công với loạt vai trò như diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, MC, vân vân. Thời gian gần đây, ông xã Harry Won còn gây tiếng vang khi trở thành nhà sản xuất, đạo diễn phim. Những tác phẩm như Bố Già, Nhà Bà Nữ đều giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn có thành tích phòng vé chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt.